kem V7 có dùng được cho bà bầu không? Đây chính là câu hỏi mà chị em nào đang mang bầu cũng rất quan tâm. Ở giai đoạn này mình xấu đi nhanh lắm, nhưng lẫn lộn giữa sắc đẹp và sức khỏe của đứa con trong bụng khiến bạn sẽ phân vân nhiều lắm. Nên hay không nên dùng kem V7 khi bạn đang mang thai sẽ có câu trả lời ngay sau đây nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Nếu bạn đang có bầu, bạn có thể sử dụng kem V7 để dưỡng da và chăm sóc cho da mặt. Nhưng bạn nên đọc kỹ bài viết này, để đảm bảo an toàn cho chính bạn và em bé của bạn nhé. Kem V7 dùng được cho bà bầu vì những lý do sau. Các thành phần của kem này đều chiết xuất từ tự nhiên và lành tính, nên có thể sử dụng ngay có khi bạn đang mang bầu. Thành phần trong kem V7 chủ yếu là vitamin, trong có những loại vitamin tốt như B3 và B5 là mang lại hiệu quả hữu ích nhất cho da, mà nó cũng không có ảnh hưởng gì đến em bé. Dưỡng chất được chiết xuất từ ngọc trai giúp da trắng sáng và cấp ẩm giúp da bạn đẹp tự nhiên mà không nguy hại gì. Các tinh chất được chiết xuất từ cam, bưởi hay rễ cam thảo làm cho da kháng viêm để ngừa mụn, đồng thời thúc đẩy làm da sáng lên. Các thành phần này đều tự nhiên cả nên không có gì đáng lo ngại. Acid hyaluronic và thành phần chê quá tơ có trong kem giúp da luôn ẩm để không bị khô hay lão hóa thì bầu vẫn dùng bình thường được. Với các thành phần tự nhiên lành tính và an toàn như trên thì nếu bạn đang có mang thai thì vẫn có thể dùng được. Bạn yên tâm sử dụng kem dưỡng da V7 cho việc làm đẹp trong giai đoạn mang bầu này nhé. Nhưng bạn cần lưu ý thật kỹ những thông tin bên dưới để có thể quyết định nên dùng hay không nhé. Với các thành phần tự nhiên lành tính và an toàn như trên thì nếu bạn đang có mang thai thì vẫn có thể dùng được. Bạn yên tâm sử dụng kem dưỡng da V7 cho việc làm đẹp trong giai đoạn mang bầu này nhé. Nhưng bạn cần lưu ý thật kỹ những thông tin bên dưới để có thể quyết định nên dùng hay không nhé. Lưu ý đầu tiên quan trọng nhất đó là bạn phải mua được kem thật chính hãng. Bởi vì kem thật thì mới đảm bảo được các thành phần trong kem rõ ràng, an toàn, hiệu quả và hàm lượng các chất ở mức cho phép. Sản phẩm cũng được thử nghiệm và kiểm định một cách nghiêm ngặt trước khi tung ra thị trường. Nếu như bạn đang mang thai mà lỡ mua nhầm phải kem giả, thì những hóa chất độc hại có trong kem không có nguồn gốc sẽ gây nguy hại cho da, không những thế còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và em bé nếu bạn lỡ nuốt phải. Thứ hai là lúc mang bầu sẽ có những giai đoạn quan trọng và nhạy cảm. Giai đoạn quan trọng nhất là 3 tháng đầu tiên. Đây là giai đoạn mà ngay cả chính bạn cũng sẽ thấy luôn lo lắng và hồi hộp nhất. Bạn vừa hạnh phúc vui mừng, lại vừa lo lắng và hồi hộp. Ở giai đoạn này hormone thay đổi rất nhiều nên khiến da mặt bạn rất xấu. Chính vì vậy mà bạn cũng sẽ nghĩ ngay đến việc dùng kem V7 hay mỹ phẩm nào đó để làm cho mình bớt xấu. Nên ở giai đoạn đầu, bạn nên hạn chế sử dụng mỹ phẩm. Bên shop mình thì vẫn thường khuyên khách hàng không sử dụng mỹ phẩm trong giai đoạn mang bầu. Nhưng vì tính chất công việc hay lý do nào đó, bắt buộc bạn phải sử dụng mỹ phẩm, thì có thể tham khảo ý kiến bác sĩ để cân nhắc sử dụng nhé.